gì? Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng gặp cô gái của cô bay vào lòng người. Kinh chưa? Tuyệt vời. Nào, hồi còn sống là tao không ngồi chờ tàu như thế này đâu. Tao là tao nằm nghe chứ đừng cơ. Nhưng mà hôm nay là đang hút dở đeo thuốc. Đông ra là thôi cố hút cho xong. Chứ không thì tao về với tổ tiên rồi. Nào, tất cả cút ra để tao xem tao đây. Rồi, nhập viện thương điên rồi. Nào, cút tránh đường. Không nhìn thấy bố đang đuôi xe. Đấy, thoáng nhìn nó thêm đẹp trai rồi. Tức nào không đôi xe nó là phi xuống tắm rồi em. Tức nào thế? Hay là mấy tháng nay chưa tắm mà thôi tranh thủ cơ hội này xuống đây tắm. Hay là tức nào bị rắn chết nó moi móc là nó mời xuống đây tắm à? Hay là tức nào? Tức nào đang đôi xe nào lại tìm cách để phi xuống ngoài này thì chết rồi. Thôi giờ về đi ngủ được rồi. Tắm rồi sạch sẽ còn gì nữa nhé. Nào, tất cả cút ra để tao. Nào, tao săn lợn đây này. Nào, lợn đâu, bán đi, có bán đi kìa. Đây là săn lợn này, là bị lợn săn đây. Nào, bay đi. Ui, sửa siêu, nào, thằng nào đây. Ô, mà thằng này, mày dám lấy đồ tao ấy hả? Thằng này, ô, kìa, cho nó đi bắt tao. Ui, thằng này ngu này, thôi đi, để nó đem bắt này. Rồi, thằng này để vào chỗ này. Này, sao mày ở đây, mày là thằng nào mà mày dám chỉ đạo đây hả? Mày chưa bắn cho mày phát, mày chết giờ. Ô, thằng ngu này, mày dám rơi xuống, mày dọa bạn tao hả? Nào, thích dọa bạn tao à? Nào, này, dọa đi, nào, dọa đi, thích ngu này. Mày cầm khẩu súng đồ chơi, mày dọa tao thì mày chết rồi. Sao kỳ lạ xe nó lại không bay thế nào nhỉ? Trong truyện tranh là Kame phát là nó bay mà. À nhưng bây giờ quên mất rồi. Thôi để tạm thời tôi uốn éo một tí à. Thôi thằng này đi về mày ngủ đi mày. Ở đây nó không cho thì vào bệnh viện thương điên đây em. Yeah. Vỡ đầu mất rồi. Thôi giờ nhập bệnh viện chấn thương cho não được rồi. Thích chơi ngu này. À tối nay đi uống bia nhá. Ừ nào uống bia nào. Này xui dại tao uống bia này. Nào ai chơi vậy? Nào đưa tiền đây cho tao. Đây đây có đưa tiền không? Đưa tiền tao xiên cho mày phát bây giờ. Đấy đúng rồi đưa đây. Ai mày. Thích cướp đường à? Rồi phi xuống đánh chết đấy. Này, nào, thằng nào thích nào phải cướp tao nào, cướp đi. Rồi, nhà tao giàu như thế này, sao mày không cướp tao? Tao chờ mãi mà không thấy thằng nào đi cướp tao cả. Rồi, cái này đi xuống nhé. Nào, thôi giờ vào bóc lịch đi nhé. Headshot. Tao đã bảo với mày headshot. Rồi. Ái da da. Mày thích đoán tao này. Thích uống bia gì đấy? Cho mày cả cái bia mặt headshot. Gì đó. Ê, nào, thích thể hiện được không? Đấy, tao rất là sung đấy. Hôm nay mới mua được cái tai nghe này. Đấy, giờ đang giật chân này. Trời, ôi, tôi đang giờ ôi, tai nghe của tôi. Ôi, sướng nha. Bắt đầu. Vâng, chúng ta đang đến với một trận đấu quen anh. Và chuyện gì xảy ra? Vâng, những pha dưới chân tiếp theo. Vâng, anh dưới chân đồng nghĩa với việc anh bị headshot luôn. Rồi, giờ anh làm gì? Nằm dãy, nằm giật chứ gì? Trời, yên tâm ngủ đi, không vấn đề gì, cứ để tao. Trời, em chưa? Nào, trời, nào, đi. Nào, hôm nay tao quyết định đến nhà gấu để đạp cửa đây. Rồi, đạp đi. Đấy, đúng rồi.
em vậy á? À, mình vào đây để mua tivi bạn ạ. Rồi sao tivi mình không thấy chỗ nào thế nào nhỉ? Thôi ôm tạm cái này mang về vậy. Rồi sao cửa này không ra này? Thôi rồi, rồi chứ rồi. Được rồi. Ê cô, sao đèo lắm em thế? Trời tao chất lắm, mày sao tao đây này đấy. Ôi siêu thế nhỉ, chất thật. Nào, đấm thoải mái đấy. Ôi giời, nào. Giờ anh làm gì? Ui, quay quay. Giờ mình tới đây và các bạn ném nước vào mình nhé. Giời, nào bạn ném đi. Giời. Và sự nguy hiểm của chúng ta sẽ đến từ ai đây? Ô thằng ngu này, mày không nhìn thấy tao sao được à? Mày nói ai ngu hả? Mày nói ngu này đấy. Rồi, nào bắt bạ đi. Ơ, thằng này cho mày để hút bạn của tao. Rồi, mở cửa cho đi bạn ơi. Ôi đừng, bạn đừng chạy bạn ơi. Mình đã nói với bạn là bạn không được chằm chớp mình. Sao bạn lại cứ như thế nhỉ? Đấy, đừng có chằm chớp mình như thế nào. Nào, bây giờ là mày muốn như thế nào? Thích chằm chớp tao gì? Nào, nào, thằng nào thích chằm chớp thì chui vào đây. Nào, muốn chằm chớp nữa không? Ơi trời, ơi chẹt chẹt. Ghê chưa? Không phải chó đâu nha. Đừng chơi. Trời, chúng mày yên tâm đi. Dê này là dê nhà tao. Ôi trời, nó yêu tao đấy. Nào, yêu tao cho nào. Chạy nhanh thế. Nào, hai chân chơi, đốt đi. Đúng rồi, nếu mà tao bị làm sao thì mày hãy nuôi vợ tao nhá. Rồi, ưa chạy nha. Rồi, tao với mày chụp ảnh nào. Đây là con chó nhà tao đấy. Là tao cưng con này lắm. Nói làm gì tiếp theo? Ui ôi. Ôi giời, mặt anh chảy thế nhỉ. Nào, và em định làm gì đây? Nào, em đã bắt lông mũi rồi. Và làm gì? Tên này đi băng bó, tôi coi như là bị liệt luôn thì còn gì nữa. Thích nhé.